Phi công Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở Beirut xuất hiện trên đài truyền hình. Tin từ Beirut, hai phi công Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở Beirut cách đây 2 tháng đã xuất hiện trên đài truyền hình Lebanon, cho biết họ đang khỏe mạnh và muốn được trả tự do. Qua khúc video, hai phi công cho biết họ là Murat Aspina và Murat Adga đã bị bắt cóc trong lúc đi xe bus rời phi trường về thành phố Beirut trong ngày 9 tháng 8. Một bản tuyên bố của thành phần bắt cóc đưa ra sau đó nói rằng hai phi công sẽ được coi là hai người khách cho tới khi nào chính người Lebanon bị bắt được trả tự do. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Marwan Jaber của Lebanon tuyên bố chính người Lebanon đã được trả tự do. Trong khúc video, hai phi công cho biết họ đã được thu hình trong ngày 14 tháng 10. Những người Lebanon bị bắt thuộc nhóm 11 người bị dân quân Syria bắt tại thị trấn Aza, gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, trong tháng 5 năm ngoái. Họ đã bị bắt sau khi đi hành hương ở Iran trở về. Thành phần bắt cóc, số người CIA Lebanon đã đòi chế độ Al-Assad trả tự do cho tù nhân, trong đó có trên 100 nữ tù nhân.